Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước bộ đôi Triumph Tiger 900 Aragon Edition 2023 chuẩn bị ra mắt thị trường. Theo cái chứng nhận cái dòng xe mới tại thị trường nước Úc, hãng Triumph đang chuẩn bị bổ sung một cái cặp phiên bản đặc biệt Tiger 900 Aragon Edition cho cái năm 2023, gồm cái phiên bản là Tiger 900 City dành cho cái đường trường, Tiger 900 Rally dành cho cái đường địa hình. Các phiên bản đặc biệt lần này có thể nhằm tôn vinh cái chiến thắng của Ewan Sherwin cho Triumph tại lập Bazan Aron 2022 vào hồi tháng 7 của năm 2022. Theo các tài liệu thì các mẫu Triumph Tiger 900 Aron Edition 2023 ở dòng chi mình cái động cơ là 888cc Bazan Inline Triple giống như các mẫu là Tiger 900 tiêu chuẩn. Bánh xe thì không gì thay đổi với cái dòng hợp kim đúc dành cho cái mẫu CT là bánh trước 19 inch và cái vành nan hoa dành cho mẫu Rally là bánh trước 21 inch. Phiên bản Tiger 900 Rally Aragon 2023 đã được liệt kê với một cái trọng lượng khô là 214kg, tức là nặng hơn 3kg so với cái dòng Tiger 900 Rally Pro. Tiger 900 City Aragon Edition 2023 được tiết lộ dịch ở mức là 210kg. Nó nặng hơn khoảng là 1.8kg nếu so với cái trọng lượng bì tương đồng của Tiger 900 City Pro. Và thật không may tài liệu không giải thích về cái lý do khiến trọng lượng tăng thêm. Vì vậy chỉ có thể dự đoán rằng các mẫu là Aron Edition đã được trang bị những phụ kiện dành cho cái mục đích là dành chinh phục các cung đường đến hãng của Triumph. Mang cho mình cái động cơ cái dạng là ba xanh thẳng hàng, dung tích là 888cc. Gia đình Tiger 900 2023 đạt được công suất là 93,9 mã lực, tại ngưỡng tua máy 8.750 vòng/phút, trong khi mô men xích cực đại là 87 Nm, tại ngưỡng tua máy là 7.250 vòng/phút. Hiện không biết khi nào hãng Triumph sẽ công bố các mẫu Tiger 900 Aron Edition 2023. Mặc dù có thể xác nhận cái số dạng xe này họ cho chúng ta dự đoán mô hình của năm 2023. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.